Những năm gần đây, số người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng có xu hướng gia tăng. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc, đặc biệt là nguy cơ gây vô sinh, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của người mắc bệnh. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam và WHO, mỗi ngày có hơn 1 triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên toàn thế giới, gây ra 2,5 triệu ca tử vong mỗi năm. Tình trạng này cũng đang gia tăng đáng kể tại Việt Nam. Điều này cho thấy các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang hoành hành trên toàn thế giới và có nguy cơ trở thành đại dịch thầm lặng, nguy hiểm và kéo dài trên toàn cầu. Vừa qua, Phòng khám đa khoa Medlatech Tây Hồ tiếp nhận trường hợp một nam khách hàng đến làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ, phát hiện mắc cùng lúc 4 loại vi khuẩn lây qua đường tình dục. Bệnh nhân là anh LMA, 22 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội. Qua khám ngoại và nam khoa, không thấy có biểu hiện gì bất thường ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, anh A cho biết mình từng quan hệ với nhiều bạn tình. Bác sĩ đã tư vấn anh làm các xét nghiệm kiểm tra bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, 12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục và xét nghiệm HPV. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với ô loại virus Mycoplasma, Ureaplasma, Gardnerella vaginalis và HPV đường niệu đạo. Bệnh nhân được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị và khuyến cáo tiêm phòng HPV. Cũng trong thời gian gần đây, khi trải qua phương pháp đốt nốt ruồi màu gà, nữ bệnh nhân trẻ ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh mới cảm thấy hối hận về hành vi quan hệ tình dục không an toàn của mình trước đó. Theo gia đình, trước đây bệnh nhân vẫn đi học và về nhà đúng giờ, nên gia đình nghĩ rằng con gái mình vẫn ổn. Tuy nhiên, chỉ khi phát hiện những bất thường ở bộ phận sinh dục qua chia sẻ của bệnh nhân với mẹ ruột, gia đình mới tá hỏa đưa con đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh ruồi màu gà. Còn một bệnh nhân trẻ khác là nam lên thành phố Hà Nội học tập và làm việc. Trong một lần được bạn bè rủ đi massage, bệnh nhân đã quan hệ tình dục bằng miệng. Chỉ một tuần sau, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiết dịch ở bộ phận sinh dục. Tại bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường niệu đạo. Nguy hiểm hơn là nhóm bệnh nhân có quan hệ đồng giới. Trong thời gian gần đây, bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận những trường hợp này. Đơn cử, bệnh nhân trẻ tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh có khuynh hướng quan hệ tình dục đồng giới. Trong một lần được bạn bè rủ đi tiệc, bệnh nhân đã quan hệ tình dục nam với nhiều người. Sau một thời gian, bệnh nhân nhận thấy có các nốt sùi to nổi lên ở bộ phận sinh dục nên rất lo lắng và đi khám. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ruồi màu gà và hiện đã được điều trị khỏi. Cần làm gì khi nghi ngờ bản thân mắc các bệnh tình dục? Ở giai đoạn sớm, hầu hết người mắc các bệnh lây qua đường tình dục không có triệu chứng rõ ràng. Việc quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các nhiễm bệnh như HIV, lậu, giang mai, ruồi màu gà, viêm gan B cũng như lây nhiễm các vi khuẩn gây viêm loét cơ quan sinh dục. Nếu không được phát hiện, điều trị sớm và dứt điểm, bệnh tiến triển gây viêm nhiễm ở phần phụ ở nữ giới như vòi trứng, buồng trứng, hệ thống dây chẳng rộng, viêm tinh hoàn, tuyến tiền liệt ở nam giới có thể gây vô sinh và các biến chứng nguy hiểm toàn thân khác. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine phòng HPV ở cả nam và nữ giới là biện pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa các biến chứng do ung thư do virus này gây ra. Độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi nên tiêm phòng càng sớm càng tốt để đạt hiệu quả phòng ngừa cao nhất. Ngoài ra, khi thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở bộ phận sinh dục như viêm, sưng đau, ngứa rát, tiểu buốt, bạn nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh tâm lý e ngại, tự tìm cách chữa trị hoặc đến các cơ sở thăm khám không uy tín, khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái hướng nữa, đó là những cái biến chứng nguy hiểm khi mà điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục sai cách, hoặc là do rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay với cái tâm lý là ngại đi thăm khám hoặc là thăm khám ở những cái cơ sở không uy tín. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một số những cái trường hợp điển hình cho cái vấn đề này được không ạ? Thực ra thì vì đây là bệnh gọi là bệnh xã hội, động đến bệnh thì người bệnh đã khổ rồi, nhưng mà lại còn bị kỳ thị. Và kỳ thị bởi đôi khi chính bạn bè, hàng xóm, bố mẹ chả dám về chia sẻ với mọi người. Đấy là khi bị bệnh thường chui lủi đi vào những cái phòng mạch không uy tín. Và đôi khi chúng tôi gọi là có những nơi người ta dọa bệnh nhân, người ta dùng những biện pháp điều trị đúng cho bệnh nhân tốt, tốn kém không sao. Đây đôi khi mà không điều trị đúng để cho bệnh tật nặng lên. Thế bản thân ví dụ như là gì, có rất nhiều trường hợp là nơi mà gì có những cái tổn thương sùi màu gà chẳng hạn, thì cũng là bệnh phổ biến thôi, đốt cho bệnh nhân là khỏi. Thế tuy nhiên có những trường hợp thì đe dọa bệnh nhân rất là nghiêm trọng và lấy rất là nhiều tiền của bệnh nhân. Chưa kể rồi cũng có những trường hợp là đi vào những phòng mạch không uy tín, người ta thông rửa, người ta thụt rửa âm đạo, rồi người ta chiếu đèn, người ta đưa ra rất nhiều biện pháp,
rồi đôi khi người ta truyền thuốc truyền tiếp vào cho người bệnh nhân, người bệnh không biết. Có những bệnh nhân chúng tôi là khi đến Viện Phụ Sản Trung ương là gì, mất hàng chục triệu mà còn bệnh tật chưa khỏi. Rồi ngay cả chúng tôi cũng cảnh báo luôn là có những bệnh nhân là đã đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương rồi mà vẫn bị cò mồi môi giới dẫn ra tận ra những phòng mạch xung quanh, bảo là bệnh viện nghỉ đóng cửa để mà điều trị, và cũng mất đến hàng chục triệu đồng cho việc điều trị viêm phụ khoa thông thường. Các cách phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, đa số các bệnh tình dục có thể chữa khỏi, nhưng một số loại bệnh lây qua đường tình dục hiện nay chưa có thuốc chữa như HIV, AIDS. Đặc biệt, có bệnh lây qua đường tình dục có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, lâu dài, ảnh hưởng tới chức năng sinh sản và tình dục của con người. Vì vậy, nếu bạn đang ở độ tuổi có hoạt động tình dục, bạn cần biết cách phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. Và để phòng tránh những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục hay là bệnh xã hội như bác sĩ Thành chia sẻ, thì bác sĩ có thể đưa ra thêm một số những cái lời khuyên trong cái vấn đề là quan hệ tình dục làm thế nào để an toàn và lành mạnh nhất ạ? Điều đầu tiên là để quan hệ an toàn là chúng ta phải có các cái màng ngăn bảo vệ. Cái màng ngăn bảo vệ ở đây chúng ta chỉ nghĩ đến là ba con sói. Tuy nhiên là ba con sói thì nó thật chỉ bảo vệ 1% thôi. Và ngay cả khi các bạn dùng bao cao su thì cực kỳ sáng tạo và đa dạng, dẫn đến là kể cả tránh thai còn chưa tránh thai được, chưa nói đến tránh bệnh tình dục. Có nhiều bạn trẻ là quan hệ một lúc rồi chuẩn bị ao ra chuẩn bị bắn pháo hoa thì mới hiểu là dừng để lấy bao cao su ra đeo để mà chúng ta quan hệ chỉ để tránh thai được. Thì đến ngay cả trường hợp với tôi thấy bảo tại sao cháu vẫn đeo bao, cháu vẫn dính bầu, thì chưa kể khi đã dính bầu rồi thì chắc chắn nó nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Câu chuyện thứ hai nữa đó là không phải chỉ có các bạn, đã có phải mỗi cô bé cậu bé đâu, bây giờ các bạn thì sinh hoạt cực kỳ phong phú đa dạng, nó lúc bằng tay, có lúc bằng miệng này. Thế thì khi đó thì bất kể quan hệ đường nào chúng ta cũng phải có những cái biện pháp màng ngăn để bảo vệ. Ví dụ như là chúng ta có thể gì, kể cả khi oral sex người phụ nữ thực hiện cho người đàn ông thì người đàn ông vẫn phải đeo bao cao su, bởi vì những cái tinh dịch có thể gì ấy vào trong miệng trong họng người phụ nữ, như tôi nói là đã có trường hợp bị lậu họng ở người phụ nữ. Câu chuyện thứ hai là khi người đàn ông gọi là gift, tức là oral sex cho người phụ nữ, thì có những cái màng ngăn hay những cái bao cao su ở phụ nữ để che phủ toàn bộ cơ quan sinh dục người phụ nữ để mà chúng ta có thể thì bảo vệ không bị lây truyền. Đã có những bệnh như là herpes, như là sùi mào gà ở cơ quan sinh dục là cực kỳ phổ biến. Câu chuyện thứ ba, ngay cả đến tay thì chúng ta người ta khuyến cáo phải có cái bao ngón tay để mà đeo một bao ngón tay khi chúng ta kích thích, chúng ta hạn chế là việc lây truyền bệnh. Thì đấy là đầu bảng là đầu tiên là các biện pháp hàng rào bảo vệ, bởi vì vi khuẩn cũng nguy hiểm mấy chăng nữa thì cũng không vượt qua được hàng rào bảo vệ. Thế nhưng mà nhấn mạnh một điều cuối cùng, đó là dù có bao ngón tay, dù có màng ngăn âm đạo hay là bao cao su, cũng chỉ che được có một vài phần trăm cơ thể, và do đó không thể che được hết các bạn. Mà đúng là các cụ hay đùa phải mặc áo mưa, nghĩa là nếu vậy thì các bạn phải mặc cái bộ mũ quần áo bảo hộ của nhà ngoài du hành vũ trụ ấy, thì các bạn ra ngoài sinh hoạt các bạn mới an toàn được. Vậy căn cơ vẫn là chung thủy, một vợ một chồng, vẫn là yêu nhau nghiêm túc chung thủy. Vì ít đối tác, ít bạn tình thì ít bệnh tình dục là chắc chắn. Vì nếu chúng ta quan hệ mà chúng ta cứ nhiều đối tác mà các đối tác không dùng biện pháp bảo vệ thì cứ hai người nguy cơ là hai, mà nếu mà bốn người thì nguy cơ là 2 x 4, mà gì nếu mà chúng ta có gì 4-5 người nữa thì chúng ta sẽ rất là nhiều nguy hiểm trong việc đó. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ bác sĩ.